Thì mục tiêu của cái việc xây dựng mã số vùng trồng thì nó có bốn mục tiêu chính. Mục tiêu đầu tiên đối với cả mã số vùng trồng xuất khẩu ấy, thì là để đáp ứng yêu cầu của nhập khẩu, và thứ hai, mục tiêu thứ hai là để kiểm soát về chất lượng và cái quy trình sản xuất. Đấy, thứ ba là nó không phải là chất nguồn gốc, nhưng cái mã số vùng trồng nó là cái quá trình tạo ra một cái sản phẩm. Mã số nhà đóng gói cũng vậy, hai cái này đó là cái quá trình mà tạo ra một cái sản phẩm. Thì đấy là nếu kết hợp với cả một cái hệ thống chất nguồn gốc thì các cái bước còn lại, vì bây giờ tôi thấy là các cái đơn vị mà thực hiện cái dịch vụ xuất nguồn gốc là người ta thường bắt đầu từ cái sản phẩm, sau đó là đến phân phối, rồi lưu thông, rồi vận chuyển gì đấy, rồi là ý kiến của khách hàng. Nhưng mà thường là sẽ có rất nhiều đơn vị là họ thiếu đi cái phần là cái phần trong quá trình sản xuất, thì cái phần mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói này nó sẽ cung cấp các cái dữ liệu của quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, và lúc đó nó có thể kết hợp với các cái dịch vụ chứa nguồn gốc hiện có, thì nó sẽ thành một cái chuỗi nó đầy đủ. Và cái quan trọng, một cái nội dung quan trọng của cái mã số vùng trồng là cái mã số vùng trồng này nó sẽ giúp người ta thay đổi được cái tập quán canh tác, vì khi có mã số vùng trồng thì người ta có thể đưa vào đó các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, người ta có đưa vào cái quản lý, và để người ta phân biệt được cái sản phẩm ở trong, làm sao người ta duy trì cái mã số trồng để và phải đưa ra các cái biện pháp để làm sao để phân biệt được cái sản phẩm ở trong mã số và ngoài mã số, thì lúc đó nó dần dần nó sẽ thay đổi cái tập tục, cái thói quen canh tác để hướng đến những cái sản xuất để phục vụ cho cái thị trường mục tiêu. Thế yêu cầu